Hello everybody. Welcome to my English lesson today. Unit 1, Local Environment, Lesson 5, Skills 1. Chào mừng cả em đến với việc học của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta học về cái kỹ năng đầu tiên, Skills 1. Kỹ năng đầu tiên là bao giờ cũng là cái kỹ năng gì các em? À, đó là kỹ năng Reading. Look at the screen, please. Các em hãy nhìn vào trên màn hình. Cô sẽ giới thiệu với chúng ta một vài từ mới ngày hôm nay. Now the first, authenticity. Authenticity is a noun and it means tính xác thực. Authenticity đó là một cái danh từ, nghĩa của nó là cái tính xác thực. Và các em để ý cho cô những cái từ mà cô, những cái chữ cái mà cô viết bằng màu đỏ thì trọng âm ở nằm ở đó. Như vậy ở đây từ này trọng âm nằm ở vần thứ ba, authenticity. Now, the second word is layer. Layer có nghĩa là lớp. Lớp ở đây người ta gọi là lớp lá. Ở trong cái bài này có nghĩa là lớp lá. And the next, preserve. Preserve có nghĩa là bảo vệ hoặc bảo tồn. Treat ở trong nghĩa của bài này có nghĩa là xử lý những cái chất thải, vân vân. Và cái từ cuối cùng là từ income. Income là thu nhập hoặc là doanh thu. Now listen and repeat. Authenticity. Authenticity. Layer. Layer. Preserve. Preserve. Cheat. Income. Income. Now again. Authenticity. Authenticity. Layer. Layer. Preserve. Preserve. Cheat. Treat. Income. Income. Good. And copy down, please. Have finished. Yes. And activity 1. Work in pair. Look at picture A and other look at picture B. Ask each other questions to find out the similarity and differences between your picture. Hãy làm theo cặp. Một người nhìn vào cái tranh A và người khác nhìn vào tranh B. Hỏi và trả lời những câu hỏi để tìm ra cái sự giống nhau, sự tương tự và sự khác nhau giữa hai cái bức tranh này. Ở đây các em có thể làm việc theo cá nhân cũng được, bởi vì rất là khó khăn cho chúng ta để làm theo nhóm như chúng ta đang học qua cái clip. Now one minute for you. Em tìm ra cái điểm khác nhau và giống nhau giữa hai cái chiếc nón này. Một phút cho các em chuẩn bị. Và em có thể check note ra cả cái giọng và cái khác ở trong cái gì trên cái tay về nhà. Okay. And the first, similarity. Similarity của hai cái này đều chúng đều là conical heart.
đó là những cái chiếc nón lá. And they both have a string. À, chúng đều có những cái quai nón. Các em thấy chưa là chúng là nón, những chiếc nón lá và đều có quai nón. Now, differences. Cái đầu tiên mình nhìn vào cái picture A. Now, picture A light green. Nó có màu hơi xanh nhẹ thôi. Pictures between layer. Ở giữa hai lớp lá có những cái bức tranh này, cái bức tranh này. Đó, các em nhìn thấy cái bức tranh mặc dù nó không có rõ lắm, khi đi ra dưới ánh mặt trời nó mới rõ. Blue string, cái quai của nó màu xanh như trời. And look lighter, nó nhìn nó có vẻ nhẹ hơn là picture B. Now picture B white, picture B khác với picture A là nó lại có màu trắng. And no decoration, nó không có trang trí, có nghĩa là nó no pictures between layers, nó không có những cái bức tranh ở giữa các cái lớp lá. Và pink string, cái quai của nó màu hồng. And look heavier, cái nón này nhìn nó có vẻ là nặng hơn cái nón ở bức tranh A. Yes, như vậy các em thấy ở đây cũng là nón hết, nhưng mà hai cái nón khác nhau. Hai cái nón này khác nhau là do cái gì các em? À, có nghĩ là do cái nguồn gốc xuất xứ của nó. Mỗi vùng miền họ có cái cách làm nó khác nhau. Và bài học hôm nay chúng ta chúng ta sẽ học đọc một cái bài đọc về chiếc nón lá bài thơ của thành phố chúng ta, của xứ Huế, một sản phẩm rất là nổi tiếng. Now activity 2. Me visited Tây Hồ Village in Huế last month. She has decided to present what she knows about this place to the class. Read what she has prepared and match the titles with the paragraphs. Mỹ đã thăm cái làng Tây Hồ ở Huế tháng trước. Cô ấy đã quyết định trình bày những điều cô ấy biết về cái nơi này cho cả lớp nghe. Hãy đọc cái điều mà cô ấy đã chuẩn bị và hãy nối những cái từ đề, titles là những cái đầu đề, những từ đề với các cái đoạn văn. Now, we have three paragraphs. Paragraph A, paragraph B, and paragraph C. And we have three titles. Chúng ta cũng có ba từ đề. Number one, present status of the crop. À, cái tình trạng hiện nay của cái hàng thủ công này. Number 2, location and history of conical hat making village. Vị trí và cái lịch sử của cái làng làm nón lá. And title 3, how the conical hat is made. Cái nón lá được làm như thế nào. Đây là nhiệm vụ của các em, là các em sẽ nối một cái paragraph và một cái title. Và now open your book please, page 12. Các em dựa sách ra trang 3 and read the text about conical hut in Tây Hồ Village. Các em hãy đọc nhanh cái bài đọc về chiếc nón lá ở làng Tây Hồ và sau đó các em hoàn thành bài tập này. Now, 2 minutes for you. Em có 2 phút để đọc và làm.
Okay, let's come back to our activity. Now, paragraph A with title 2, Location and History of Conical Hut Making Village. Cái đoạn A nó nói về cái vị trí và cái lịch sử của cái chiếc nón lá, của cái làng làm nghề nón lá. Now, paragraph B. Good. How the conical hut is made? Chiếc nón lá được làm như thế nào? And the last paragraph is title A, title 1, sorry. Present status of the crop. Tình trạng hiện nay của cái sản phẩm thủ công này. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái bài tập số 2. Now look at the test please. Cô sẽ đọc qua và giới nói qua về cái đoạn văn này. When you think about the conical hut, the first thing you think of is the region of Huế. Khi các em nghĩ về cái chiếc nón lá bài thơ thì điều đầu tiên mà các em nghĩ đó là Huế. Conical hut making has been a traditional craft there for hundreds of years. Cái việc làm nón lá bài thơ như là một cái hàng thủ công truyền thống ở đây là đã có hàng trăm năm rồi. And there are many craft villages like Lê Phú Cam and Doctor. Và có rất nhiều cái làng nghề thủ công giống như Già Lê Phú Cam và Doctor. However, Theo is the most famous because it is the birthplace of the conical hut in Huế. Tuy nhiên, Tây Hồ là nổi tiếng nhất bởi vì nó là nơi sinh ra của chiếc nón bài thơ ở Huế. It is a village on the river bend of the New Ý River. Nó là một ngôi làng nằm trên cái bờ sông Như Ý và cách thành phố Huế 12 km. Như vậy cái đoạn A này nó đến location and history of conical hut making village mà chúng ta đã xác định. And paragraph B, a conical hut may look simple, but artisans have to follow 15 stages from going to the forest to collect the leaves to ironing the leaf. Một chiếc nón lá bài thơ có lẽ trông rất là đơn giản, nhưng mà những nghề nhân phải đi theo 15 giai đoạn, từ việc đi vào rừng để mà lấy lá đến cái việc ủi những chiếc lá đó. Making the frames etc. Việc làm cái khung vân vân. Huế's conical hut always have two layers of leaves. Chiếc nón lá của Huế luôn luôn có hai lớp lá. Craftsmen must be skillful to make the two layers very thin. Những cái người thợ thủ công phải rất là khéo léo lắm mới làm được cái hai lớp lá mỏng này. What special is that they then add poems and painting of Huế between the two layers, creating the famous writer, poet, poetic conical hat. Cái điều đặc biệt là rằng sau đó họ thêm những cái bài thơ và những cái bức tranh của thành phố Huế vào giữa hai lớp lá, tạo nên một cái chiếc nón bài thơ vừa nổi tiếng vừa nên thơ. And see, conical hat making in the village has been passed down from generation to generation because everybody, young and old, can take part in the process. It is a well-known handicraft not only in Vietnam but all over the world. Việc làm nón lá ở trong ngôi làng này đã được truyền, passed down, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bởi vì tất cả mọi người, từ người già đến người trẻ, có thể tham gia vào cái việc làm nón này. Process là tiến trình. Nó cũng là một cái đồ thủ công nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khắp nơi trên thế giới nữa. Ok, như vậy chúng ta đã đọc xong, hoàn thành xong cái activity 2. And let's move to the activity 3. Read the test again and answer the question. Đọc cái bài test lại lần nữa và sau đó trả lời câu hỏi.
Now we have 6 questions. Chúng ta có tất cả 6 câu hỏi. And you have 2 minutes to answer the question. À, và các em có 2 phút để tự trả lời câu hỏi này. Sau đó chúng ta sẽ check lại cái câu trả lời của chúng ta. Now, let's get started. Okay, and let's check your answer, please. Number one, why is Tahoe the most well-known conical hut-making village? Tại sao cái làng Tahoe lại là cái làng làm nón nổi tiếng nhất? Ở đây mình có cái tính từ well-known là đồng nghĩa với tính từ famous. À, các em đã tìm ra câu trả lời chưa? Yes. Because it is the birthplace of the conical hut in Huế. À, vì nó là cái nơi ra đời, cái nơi sinh ra của chiếc nó là bài thơ ở Huế. And number two, how far is it from Tây Hồ to the Huế, sorry, to Huế City? À, từ làng Tây Hồ đến thành phố Huế là bao xa? Tây Hồ đây là Tây Hồ Village. Tây Hồ Village on Như Ý River Bend in Huế City. Làng Tây Hồ ở trên bờ sông Như Ý ở Huế chứ không phải Tây Hồ ở Hà Nội. À, như vậy là từ làng Tây Hồ đến thành phố Huế là bao xa các em? Yeah, very good. It's 12 km from Huế City. À, nó cách thành phố Huế 12 km. Number 3. What is the first stage of conical hat making? Stage là giai đoạn. À, cái giai đoạn đầu tiên của việc làm nón là gì các em? Yes, it's going to the forest to collect leaves. À, nó là cái việc đi vào rừng để mà lấy lá, leaves. À, number 4, what is special about the hard layers? Có điều gì đặc biệt về cả cái lớp lá này? À, nón lá ở Huế nó khác với nón lá ở nơi khác là do cả cái lớp lá. Các cái lớp lá ở trong chiếc nón lá Huế nó rất là mỏng. Yes, they're very thin. They ở đây là they ở đây viết tắt cái chữ layers. Number 5. What is special about the biter conical hat? Có điều gì đặc biệt về chiếc nón lá biter? Now it has poems and paintings of Huế between the two layers. Cái điều đặc biệt về chiếc nón bài thơ là nó có những cái bài thơ và các cái bức tranh về Huế ở giữa hai lớp lá. And the last question, who can make conical hats? À, ai có thể làm cái chiếc nón lá này các em? Yes, everybody can, young and old. À, tất cả mọi người đều có thể làm, từ người già đến người trẻ. Như vậy đây là 6 cái câu trả lời của chúng ta.
Now copy down please. Các em viết vào vở đi. Have finished. Are you ready to move to the section speaking? Em đã sẵn sàng chuyển đến cái phần speaking chưa? Now speaking. Activity 4. Read the following ideas. Are they about benefits of traditional crafts or challenges that artisans may face? Write B or C. Em hãy đọc cả cái ý kiến sau đây. Chúng có phải là những cái lợi ích của các cái đồ thủ công truyền thống không? Nếu mà benefit là việc tắt là B. Or challenging that artisan may be faced. Hay là những cái thách thức mà các nghề nhân đã phải đối mặt. Tức là việc tắt là C. Write B or C. Em hãy viết vào cái ô này là B và C. Now, let's get started. Các em chuẩn bị trong một phút cho cô. Okay. Number one, traditional crafts is providing employment. Các cái đồ thủ công truyền thống đó, nghề thủ công truyền thống đó đang cung cấp các cái công ăn việc làm cho chúng ta phải không? À, như vậy, à, cái việc làm cái đồ thủ công nó tạo ra rất nhiều cái công việc cho mọi người. Như vậy, câu này là B, benefit. Now number two, losing authenticity. Authenticity là tính xác thực, hay là bất kỳ tính xác thực đi, cái tính nguyên bản của nó đi. Cái này gọi là challenging. Good. Number three, providing additional income. Nó đưa lại cái thu nhập tăng thêm cho mọi người phải không? Có nghĩa cái này là benefit. Yes. And number four, relying too much on tourism. Rely on là phụ thuộc vào. Như vậy nó phụ thuộc vào, phụ thuộc quá nhiều vào cái ngành du lịch. À như vậy thì các cái nghề thủ công truyền thống này đa số là phụ thuộc vào cái du lịch, du khách họ tới họ mua để làm quà lưu niệm. Nếu như mà ngành du lịch phát triển, nhiều du khách tới thành phố của chúng ta thì sẽ có nhiều cái đồ thủ công được bán. Còn nếu không, ví dụ như dịch Covid giống như tình hình hiện nay thì những cái craft đó nó cũng là cái lượng bán ra nó cũng còn hạn chế, cho nên cái này cô nghĩ là C, challenge. Number 5, treating waste and pollution. Nó xử lý được các cái chất thải và cái sự ô nhiễm. Cái này cũng là một cái thách thức, bởi vì cái việc xử lý chất thải và ô nhiễm này cũng rất là khó khăn đối với một cái số vùng, cho nên nó cũng tạo ra nhiều cái sự ô nhiễm.
And number six, preserving cultural heritage, bảo tồn được cái di sản văn hóa. Cái này dĩ nhiên cô nghĩ là benefit. And can you add some more benefits and challenges? Em có thể cộng thêm một vài cái benefits và challenges vào cái danh sách này không? Nếu các em thấy những cái gì là benefit thì các em thêm vào, và cái nào cũng là challenges, tức là thách thức, các em cũng thêm vào. À, cô có một số gợi ý như sau. Ví dụ những cái other benefits, ví dụ như creating national or regional pride. Tạo pride là danh từ của chữ proud, có nghĩa là tự hào. Nó tạo ra cái sự tự hào của dân tộc hay là sự tự hào của cái vùng miền. À, helping develop tourism, nó giúp phát triển ngành du lịch. À, helping improve local infrastructure or services, nó giúp và cải thiện cái kiến trúc và dịch vụ của địa phương, kiến trúc hạ tầng. Creating cohesion between craft family and community, à, khuyến khích cái sự hiểu biết giữa cái các cái gia đình làm nghề, sự hợp tác giữa các cái gia đình làm nghề thủ công và cộng đồng. Other challenges, các cái sự thách thức là limited designs là thiết kế, à, cái thiết kế của các cái hàng thủ công này còn hạn chế, nó chưa được phong phú lắm. And natural resources running out, à, các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên thì là cạn kiệt. À, ví dụ chúng ta khai thác những cái lá để làm nón, thì những cái lá đó cái tốc độ mà nó phát triển cũng khó để mà bằng cái tốc độ mà chúng ta khai thác nó. Competition from other countries, và chúng ta phải gặp rất nhiều cái cạnh tranh đối với các nước khác. À, đây cũng là một cái thách thức. À, đây là một số gợi ý của cô, à, các em cũng ghi vào vở. Cái từ cohesion. Cohesion ở đây có nghĩa là sự liên kết, tạo ra sự liên kết giữa các cái gia đình làm nghề truyền thống như thủ công và cộng đồng. Cohesion, creating cohesion. Okay, and our homework is learn by heart vocabulary, prepare skills too. Chúng ta có hai cái bài tập, chúng ta phải chuẩn bị, đó là học thuộc những cái từ mới và chuẩn bị cái phần skill too. À, bài học của chúng ta hôm nay đã hết. À, các em nhớ chép bài và gửi qua cái nhóm cho cô. Nhớ khi các em gửi bài, các em nhớ ghi phía trên đó, phía trên cái bài của các em, tên, họ và lớp luôn. Nào, see you later. Bye bye.